anh ướp cá gần xong rồi mọi người. Và dồn cá vào, cá đốm này. À, còn ít ngày là hết đá rồi. Quả đá đấy 4 ngày nữa hết đá rồi. Thế rồi lên thôi anh. Bả khay một chút. Thế rồi lên thôi. Thế nè. Bả khay bả khay. Lên cho đông đi. Về có tưởng không con. Giao lưu thôi anh, vào mà tắm thôi, có tưởng không mà. À thôi, có gì mà không mà. À, vào đây. Ơi. Đấy à. Vào rồi anh. Ok, đánh cấu đi. Mình đây luôn mọi người. Mình nói là dài 12 hải lý. Gần đây hâm mộ mọi người. Có các góc ở giữa tay rồi. Có đắp vào các góc rồi. Ra khỏi phía sau và mí lỗ ạ mọi người. Đây phía sau này đầu bếp của mình đang chấm cá. Đây anh Trung đang làm cá nha mọi người.
không có ai. Tổ phải mực.